Hello mọi người. Nãy giờ quay nói chuyện mình nha anh trời. Chứ quay nữa là nói chuyện này. Đây là tuyến đường Quảng Lộ Phụng Hiệp từ Cần Thơ đi Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau nha mọi người. Đó. Trên xe này đi 5 tên. 5 anh em trên một chiếc xe ra, đây là anh Tè. Anh Tè. Chào mọi người. Anh Tè nghe, anh Tè, đây là anh Tè. Đây là đệ, đây là Vũ, Vũ đệ. Vũ, Vũ đây nha, Vũ đang cười sau lưng nè. Vũ, Vũ đệ. Vũ đệ mọi người lái lại một cái nha. Lái lại. Vũ đệ là dễ cái gì đó không biết. Xe này là của Bình Dương xuống. Đây là phía ngoài nha mọi người. Hello mọi người. Em đã tới Nhĩ này nha mọi người. Bốn game ly. Tích điện. Năm sàn nha. Năm sàn nha mọi người. Để thử rồi. Xuống đây cái rồi mà bỏ luôn. Nhà này lúc trước là sàn này chưa, không có một dấu phân nào hết. À, lên tổ rồi nè. Hai cái. Để em bắt cái thang lên cho mới được. Rồi, lên. Sàn, à đây có tổ nữa nè, chắc cố luôn. Coi luôn, sẵn đây còn luôn. Đó. Được hai. Cũng 4 năm tháng hay gì à. Không có nhớ chính xác nữa. Đây là lô 1. Một cái mới, một cái cũ này. Cái mới là đóng xốp. Đây mới này này. Đây mới này. Dòng phân là biết này, dòng phân cái là mới, cũ là biết. Này mới, đang nhỏ. Này mới quẹt bóng. Em sợ cái góc rồi. Mới quẹt bóng. Một mới một cũ. Tạm tạm thôi. Nữa lại sẽ bắt thang nữa. Ô, sàn 2 chống lỏng rồi mọi người. Đây là tổ. Là hàng 3 chứ, này hàng 3 rồi. Ô, 3 lép luôn rồi.
bồn ghê ha, ba lép luôn rồi. Đường tổ một rồi. Thành phố này thấy có mùi vậy nè. Tầng cuối cùng thôi mọi người. Ê Cường ơi, có tắc kè rồi đi luôn lượm, thấy không, cũng mắt tỉnh mắt lắm, bây giờ thấy có thể biết liền nè. Chào bá luôn. Trời ơi, giờ biết là giật mấy con rồi đó, chắc vô quá. Có ăn rồi mới bự vậy chứ. Con này đặt rồi, con cục luôn rồi nè. Hả? Cục luôn, nó mọc lại nè. Nó mọc luôn rồi. Ừ, ủa ơi, mọc đuôi lại kìa. À, mấy thành dưới bù quá. Dưới không thấy tăng mạnh. Coi có rắn không Cường ơi, dòm để ý vô có rắn không.